Chào các bạn, nếu như các bạn làm việc ở Quế Mẫu 1, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một công ty nhỏ nhưng xứng đáng để các bạn làm việc và gắn bó lâu dài. Đó là công ty M&C. Công ty này nằm trong khu công nghiệp Quế Mẫu 1, có các anh bạn xung quanh như công ty DK, công ty bao bì Tiến Thành. Bây giờ thì cùng tìm hiểu xem bên trong công ty này có gì thú vị nhé. Công việc cho công ty này chủ yếu mọi người làm về nhôm. Sẽ có những phòng được đặt tên thay vì các xưởng AB như các công ty khác. Có những phòng như phòng mài gia công, phòng CNC, phòng sơn, đúc nhôm, vân vân. Về công việc thì bản thân mình thấy ổn, không có bị cắt nhân lực mà lại ép sản lượng như công ty nào đó. Các bạn làm đủ sản lượng là ok. Công ty này có thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều và nếu có tăng ca thì sẽ đến 8 giờ tối, ca đêm cũng vậy. Khoảng 12 giờ sẽ được đi nghỉ ngơi và ăn cơm trong vòng 1 tiếng. Công ty sẽ có 3 cửa cơm cho các bạn lựa chọn. Chấm công thì mọi người chấm công bằng dấu vân tay. Khi đi làm thì công ty sẽ phát cho các bạn hai cái áo khá xịn sò, đỡ phải tự mua áo công nhân ở bên ngoài. Và một điều thú vị là công ty này đặt khá nhiều bẫy chuột xung quanh công ty mà mình lại chưa thấy con chuột nào trong công ty bao giờ cả. Trong nhà vệ sinh nam sẽ là cả một bầu trời trạng thái Facebook, thơ văn đạo lý. Khi làm hết việc thì đây sẽ là cách mà anh em bọn mình ra ngoài chơi. Công ty cũng ưu ái khi có hẳn một chỗ hút thuốc riêng cho mấy ông con trai, có phòng vắt sữa cho phụ nữ, có phòng để ngủ khi đi ăn cơm xong. Ngoài ra thì công ty này cũng hay tổ chức team building cho công nhân viên, có thể là do đoàn kết hoặc do môi trường làm việc. Nên công nhân trong công ty này thường gắn bó rất lâu dài với công ty, có thể gọi là cả thanh xuân. Nếu có cơ hội hãy thử một lần xin vào làm việc cho công ty, chắc chắn các bạn sẽ có những kỷ niệm đẹp về nơi này các bạn nha.